Bayraktar TB2. Từ lâu, nhiều nước đã đánh giá cao những lợi thế to lớn của phương tiện bay không người lái UAV, từ trinh sát đến tấn công cảm tử. Ngoài ra, các UAV còn rẻ hơn các loại máy bay chiến đấu cùng loại và được chế tạo nhanh hơn nhiều, có thể sử dụng ở trên không trong thời gian dài để chờ lệnh tấn công mà không bị radar đối phương phát hiện. Mắt UAV, quân đội không mắc một phi công, chuyên gia. Ngoài ra, việc mắc chúng cũng ít nhạy cảm hơn về mặt chính trị và tâm lý. Đồng thời, do kích thước nhỏ hơn và đặc tính kỹ thuật tốt, máy bay không người lái là mục tiêu khó bị bắn hạ hơn nhiều so với máy bay chiến đấu có người lái. Bàn thảo về diễn biến và kết quả cuộc xung đột ở Karabakh, các chuyên gia quân sự gọi đó là cuộc chiến của máy bay không người lái hay những vị thần mới của chiến tranh. Do sự xuất hiện lâu dài, liên tục của UAV như một phương tiện trinh sát trên chiến trường làm thay đổi đáng kể bức tranh toàn cảnh về việc tiến hành các hoạt động chiến đấu. Trong cuộc xung đột này, máy bay không người lái không chỉ là phương tiện do thám, xác định mục tiêu mà còn là phương tiện sử dụng vũ khí chính xác cao. Với sự giúp đỡ của chúng, ưu thế trên không lần đầu tiên được thiết lập. Trong thực tế, về tỷ lệ chi phí hiệu quả và về chi phí cần thiết cho việc mua sắm, vận hành, sử dụng các vũ khí chính xác cao đã trở nên kinh tế hơn so với việc tiêu thụ một khối lượng lớn đạn dược không điều khiển. Ngoài ra, các công nghệ hiện đại giúp thu nhỏ các loại vũ khí có độ chính xác cao, làm cho chúng thậm chí còn rẻ hơn. Các UAV cảm tử là những ví dụ về vũ khí chính xác cao rẻ tiền và bí mật, điều lý giải sự lan truyền nhanh chóng của nó. Bayraktar TB2, trong tiếng Thổ nghĩa là người cầm cờ. Một phương tiện chiến đấu không người lái, có thể giám sát và điều khiển từ xa bởi trạm điều khiển mặt đất, được bay tự động do công ty tư nhân Baykar Makina sản xuất cho không quân Thổ Nhĩ Kỳ, đã tạo ra một bước đột phá trong lĩnh vực tình báo, chỉ định và tấn công mục tiêu. TB2 được bắt đầu phát triển vào năm 2007 bởi một cựu sinh viên thạc sĩ trường MIT Hoa Kỳ và là con rể tổng thống đương nhiệm của Thổ Nhĩ Kỳ. Việc phát triển TB2 được thúc đẩy bởi lệnh cấm xuất khẩu UAV của Mỹ sang cho Thổ Nhĩ Kỳ, liên quan tới việc nước này sử dụng chúng chống lại nhóm PKK, đảng công nhân Kurdistan, một tổ chức chính trị và quân sự của người Kurd trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq. TB2 dựa trên TB1 trước đó, ra mắt vào năm 2009, thử nghiệm lần đầu cho mục đích quân sự vào tháng 8 năm 2014. TB2 đã lập kỷ lục thế giới về máy bay không người lái thuộc hệ chiến thuật tầm trung về thời lượng bay 24 giờ 34 phút ở độ cao 8 km. Năm 2016, việc sử dụng chiến đấu UAV TB2 đầu tiên được Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra ở Syria vào năm 2018. Hơn 100 triệu đô la đã được phân bổ từ ngân sách quân sự để sản xuất TB2. Hiện quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang được trang bị 86 TB2. Ngoài ra, UCAV này còn được trang bị trong không quân Qatar 6 chiếc, Libya, Azerbaijan và Ukraine 12 chiếc. TB2 có chiều dài 6,5m, sải cánh 12m, trọng lượng cắt cánh tối đa là 650kg, trọng tải hữu ích là 150kg, được trang bị động cơ đốt Rotax 912 với công suất 100 mã lực, tốc độ hành trình là 130km/h, tốc độ tối đa là 222km. Chặng bay là 8.200m, thời gian là từ 25 đến 27 giờ bay. Bán kính điều khiển từ trạm mặt đất là 150km. Cấu hình tiêu chuẩn của TB2 bao gồm module camera quang điện tử EO, module camera hồng ngoại IR, thiết bị và công cụ tìm kiếm cùng với hệ thống điều khiển laser được tích hợp phần mềm và hệ thống điều khiển tiên tiến nhất. TB2 có thể được coi là một hệ thống UCAV tấn công. Mỗi hệ thống gồm 6 UAV, 2 trạm điều khiển mặt đất, 3 thiết bị đầu cuối dữ liệu mặt đất, 2 thiết bị đầu cuối video từ xa và thiết bị hỗ trợ mặt đất. Nó có thể mang theo tên lửa chống tăng UMTAS nặng 37kg, đường kính 160mm, với tầm bắn là từ 500 cho đến 8.000m. Tất cả đều do Thổ Nhĩ Kỳ phát triển. TB2 được coi là một trong các UCAV mạnh nhất thế giới, và Syria là chiến trường thử lửa đầu tiên với các nạn nhân rất đa dạng, từ xe tăng chủ lực, xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép chuyển quân đến các tổ hợp phòng không. Hơn 122 UAV TB2 được sử dụng bởi Azerbaijan, Qatar và Ukraine, cũng như lực lượng an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ, đã hoàn thành hơn 270.000 giờ bay,
hơn 350 nền tảng UAV đã phá kỷ lục trong lịch sử hàng không Thổ Nhĩ Kỳ với 370.000 chuyến bay. TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất là phương tiện tác chiến làm mưa làm gió trên chiến trường, mang lại những ưu thế vượt trội cho quân đội Azerbaijan, làm thay đổi cục diện chiến tranh. Các UAV vũ trang TB2 gây ra tổn thất lớn cho Armenia, phá hủy ít nhất một tổ hợp Panzer C1 do Nga sản xuất. Hàng chục hệ thống phòng không 9K-33 Osa và 9K-35 Strela. Tổng chi phí của các phương tiện quân sự bị phá hủy ở Nagorno-Karabakh đã vượt quá 1,9 tỷ đô la. Mặc dù thành công, nhưng TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ cũng dễ bị tổn thương như một máy bay trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, và nó có thể là con mồi dễ dàng, đặc biệt là đối với các loại máy bay A-10 hoặc máy bay Super Tucano. Cho đến nay, ít nhất 20 chiếc TB2 đã bị bắn rơi tại nhiều địa điểm và trong nhiều hoàn cảnh chiến đấu khác nhau. Trong cuộc xung đột Ukraine và Nga, vào cuối ngày 2 tháng 3, các máy bay không người lái trinh sát TB2 cũng đã được bổ sung và bàn giao cho lực lượng vũ trang Ukraine để bù đắp cho số hao hụt trong vài ngày qua. Đáng chú ý là nhiều máy bay vận tải quân sự của một số quốc gia đang vận hành UAV TB2 đã bay về phía Ba Lan. Không loại trừ khả năng đây là cách thức vận chuyển vũ khí cho Ukraine. Vấn đề nữa cần lưu tâm, đó là sau thời gian đầu tương đối im hơi lặng tiếng, những máy bay không người lái loại này đang phục vụ trong thành phần tác chiến của quân đội Ukraine đã cho thấy hiệu quả đáng kể. Truyền thông Ukraine đã cho đăng tải những hình ảnh cho thấy TB2 đã thực hiện ít nhất 2 vụ tập kích vào các đơn vị tên lửa phòng không của Nga, phá hủy thành công 2 xe mang pháo tự hành của tổ hợp Buk-M2. Không chỉ có vậy, TB2 được cho là đã góp công lớn khi thực hiện các chức năng trinh sát, truyền dữ liệu về những đoàn xe thiết giáp của Nga đang hành quân để pháo phản lực của nước này có thể sử dụng đạn dẫn đường tiêu diệt. Trong những ngày tới, khi quân đội Nga gia tăng số lượng cơ giới để thực hiện cuộc tấn công vào các thành phố lớn của Ukraine, thì vai trò của những chiếc máy bay không người lái này sẽ càng thêm phần quan trọng. Vấn đề nan giải nhất của Ukraine hiện nay đó là phải làm sao ngụy trang số phương tiện tác chiến này càng kỹ càng càng tốt, bởi chắc chắn Nga sẽ gia tăng cường độ đánh phá nhằm cố gắng tiêu diệt chúng ngay từ trên mặt đất. Với số lượng UAV đã và sắp nhận thêm, quân đội Ukraine có lẽ sẽ sớm khôi phục lại sức mạnh của phi đội máy bay không người lái về mức trước khi nổ ra chiến sự, thậm chí còn lớn hơn nếu viện trợ quân sự vẫn tiếp tục diễn ra. Tuy nhiên, cán cân sức mạnh quân sự của Ukraine vẫn là quá nhỏ so với Nga,